Các bạn ạ, mình đang nắm 899 Mastery Government và mình lỡ đánh con quái và nó lên 600 và nó có thêm 3 tên tổ mới để vào xem. Thì mình tìm mất hơn 1 phút luôn đó, nên là đây là Spin X4 nhá. Đấy, thì nói chung ba cái này đó, thì nó cùng màu với lại là nó ở cùng một chỗ ơi Đây, đợi, các bạn đợi mình lấy nhá. À đây, 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 nó ở cùng một chỗ nha em, đây. Và mấy cái này cũng màu nên cũng chả có gì nhiều review, nói chung là lên 600 Mastery Government.